có gì trên tay đây? Con có bạn xích kích. Wow. Kiểu kích à con? Đâu sửa ra cho các bạn xem nào. Đưa mẹ rơi các bạn xem nào con. Wow, các em ơi, hôm nay bạn sữa vẫn có kẹo kẹo xít đây, kẹo cục kích. Đây là kẹo gummy các em à. Kẹo gummy coca thơm ấy. Đúng rồi, có mùi coca đấy. Đây là kẹo xít các em à, kẹo của Nhật đấy. Giống như hình cục kích nhưng mà chúng mình có thể ăn được đấy vì nó là gummy đấy. Wow, có mùi coca. Thơm không con? Bạn sữa bạn đâu không ăn mà bạn đã cho vào mồm mút rồi kìa. Bạn ấy kêu cục kích kinh lắm mà đi không ăn nữa. Có ngon không bạn sữa ơi? Đây các em ơi, đây kẹo gummy. Đây là kẹo gummy đấy. Mẹ tôi ăn. Thơm mùi coca đấy các em ạ. À. Không phải mùi xít đâu mà mùi coca đấy, rất là thơm. Mẹ tưởng bạn sữa không ăn cơ mà. Con ăn. Thì thế nào? Rất là thơm chứ con, các em ạ. À. Thơm và ngon nữa. Thơm mùi coca đúng không bạn sữa ơi? Thế có giống mùi cục xít đâu. Bạn sữa ơi, có giống mùi cục xít không con? Thế tại sao con lúc đầu con bảo con không ăn đấy, con bảo là kinh lắm không ăn. Đâu rồi, nên phải rơi cho các bạn xem nào. Bạn sữa, bạn ấy bảo kinh lắm, bạn ấy không ăn. Nếu bây giờ bạn ấy ngồi ăn tì kia kìa. Ngon. Ngon rồi con. Có phần này. Ăn hết đi, mình ăn hết rồi nha. Kẹo xít ngon đúng không con? Mẹ đã bảo ngon mà, sữa cứ bảo kinh. Có kinh không? Rất là thơm đúng không con? Thơm mùi coca rất là ngon nha. Kẹo gummy dẻo nữa. Đây là kẹo xít của Nhật đấy các em ạ. À. Đúng hình cục kết luôn. Thế nên bạn sữa ban đầu bạn ấy nhìn bạn ấy bảo bạn kinh, bạn ấy không ăn, kinh lắm. Nhưng mà bóc ra thơm quá, bạn ấy không cưỡng lại được rồi, bạn đã ăn rồi đấy. Ăn rất là ngon lành nhá, tại vì thơm mùi coca, bạn ấy rất thích uống coca. Nên cứ ngửi mùi coca là bạn ấy thích rồi, đúng không bạn sữa ơi? Sữa ơi, ăn thì không còn nhìn các bạn cả, cứ cúi gằm xuống ăn kìa. Ngon quá. Mút tay mút chân ăn, ngủ ngon không con? Thì sữa phát biểu cảm tưởng sau khi ăn kẹo xít thì mùi vị như nào hả con? Thơm mùi gì hả con? Thơm mùi coca. Thơm mùi coca đúng không? Thế có ngọt không? Ngọt với cả như nào nữa hả con? Có vị coca. Có vị coca và ngọt đúng không? Có dẻo không con? Mấy cả có thơm chút vị kết. Có là vị kết hả con? Không. Thế mà con bảo có một chút vị kết đấy. Con có con là đùa ấy. À bạn sữa lấy đùa không có vị kết đúng không con? Mà rất là thơm và ngon đúng không con? Đúng không bạn sữa? Đúng là mình ăn cái kẹo hát mà có vị kết đấy. Đúng rồi. Đây này bạn sữa vẫn còn một chiếc này đúng không con? Bạn sữa có ăn nốt không? Phần cho ai hả con? Phần cho con thôi. Ủa, phần cho con thôi, sao bạn không ăn nốt đi cho các bạn xem? Thế sữa của các bạn có lên ăn kẹo một cứt không? Kẹo xít không? Con ăn hết nhá. Con ăn hết nhé chứ. Con ăn hết nhá. Thế thôi, cái video của bạn sữa hôm nay ăn kẹo xít đến đây là hết rồi. Sữa chào tạm biệt các bạn đi con. Quay tiếp à, sữa chào tạm biệt các bạn đi rồi bùm. Giờ mình ngồi ăn nốt kẹo xít nha. Sữa ơi, chào tạm biệt các bạn đi con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đã đăng ký kênh Bé Kem này. Các bạn đã đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.